Các quốc gia thuộc khối Công ước An toàn Nguyên tử họp tại Vienna, tên từ Vienna. Tổng giám đốc của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, là ông Yukiya Amano, nói đã có nhiều tiến bộ an toàn nguyên tử quan trọng trên toàn cầu sau thảm họa nhà máy điện nguyên tử Fukushima, nhưng còn có rất nhiều việc cần phải làm. Cơ quan IAEA đang họp tại trụ sở trung ương ở Vienna để đưa ra những tiêu chuẩn an toàn quốc tế, bảo đảm không để cho thảm họa của nhà máy điện nguyên tử tái diễn. Qua bài diễn văn khai mạc cuộc họp, ông Amano nói thảm họa Fukushima đã mờ nhạt trên báo chí quốc tế, nhưng vẫn còn rất quan trọng và khẩn cấp đối với cơ quan IAEA, cần phải đưa ra những tiêu chuẩn để tránh lặp lại tình trạng tan chảy trong lò phản ứng. Cuộc họp ngày hôm nay là cuộc họp ngoại lệ của 75 nước Công ước An toàn Nguyên tử, gọi tắt là CNS, được thành lập sau thảm họa nhà máy điện nguyên tử Chernobyl vào năm 1986. Ông Lý Can Kiệt, thuộc Cơ quan Quản trị Nguyên tử Quốc gia của Trung Cộng, chủ tọa cuộc họp kéo dài một tuần, nói an toàn nguyên tử không có biên giới mặc dù phải tốn kém nhiều hơn. Tai nạn nhà máy nguyên tử Fukushima sau trận động đất và sóng thần vào tháng 3 năm 2011 đã làm ô nhiễm phóng xạ nhiều vùng rộng lớn, làm ít nhất 160.000 người phải tản cư, phải mất nhiều tháng mới có thể an toàn đóng các lò phản ứng. Mặc dù tai nạn nhà máy điện nguyên tử đã tạo nên dè dặt, nhưng cơ quan IAEA tin tưởng điện nguyên tử sẽ tăng 100% vào năm 2030 vì sự cần thêm năng lượng của các quốc gia châu Á.